Manchester United tiếp tục có được phong độ ổn định dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag bằng chiến thắng trước Crystal Palace trong khuôn khổ Premier League. Chiến thắng này giúp nửa đỏ thành Manchester tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và chỉ còn cách đội xếp thứ 2 là Man City 3 điểm. Dẫu vậy, niềm vui của các Manusian đã không được trọn vẹn khi cầu thủ có thể coi là quan trọng nhất đối với Man United lúc này, Casemiro, đã phải nhận một tấm thẻ đỏ sau tình huống va chạm không đáng có với Will Hughes. Xung đột xảy ra sau khi Anthony bị cầu thủ của Crystal Palace húc văng khỏi sân. Cầu thủ hai đội lao vào nhau trong tình huống hỗn loạn, Casemiro giơ hai tay bóc cổ Will Hughes. Hành động của cựu sao Real Madrid không qua mắt được tổ VAR. Sau khi được tư vấn và tận mắt xem lại video làm chậm, trọng tài chính Andre Mariner trở lại sân và rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền vệ số 18 của chủ nhà. Theo The Athletic, Casemiro sẽ bị treo gió 3 trận vì hành vi bạo lực. Man United có quyền kháng cáo nhưng nếu không thành công, con số đó sẽ tăng lên thành 4 trận. Đây quả thực là một tình thế tiến thoái lưỡng nan của Quỷ Đỏ vào lúc này. Khi mà tiền vệ người Brazil vừa mới hết án treo giò sau khi phải nhận đủ 5 thẻ vàng, thì giờ đây rất có thể anh lại tiếp tục vắng mặt trong 3 trận đấu tiếp theo của Manchester United. Huấn luyện viên Erik ten Hag cho rằng các cầu thủ khác của đội khách lẽ ra cũng phải bị trừng phạt vì chơi xấu, tương tự như trường hợp của Casemiro. Nếu Casemiro bị đuổi khỏi sân trong sự cố này, nhiều cầu thủ khác cũng cần phải bị đuổi khỏi sân. Hệ quả của việc thiếu vàng Casemiro tai hại như thế nào thì các Manusian chắc chắn là những người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu có được sự phục vụ của cựu cầu thủ Real Madrid, chưa chắc Arsenal có thể giữ lại 3 điểm ở sân Emirates. Sự xuất hiện của Casemiro trên sân khiến lối chơi của Man United trở nên mạch lạc và rõ ràng hơn rất nhiều. Chưa kể với cảm quan không gian tuyệt vời của mình, Casemiro còn đóng vai trò như tấm lá chắn ngay trước hai trung vệ, giảm thiểu tối đa những cơ hội nguy hiểm mà Man United phải nhận từ đối phương. Với những người lạc quan, sự vắng mặt của Casemiro trong những trận đấu tới không quá đáng lo ngại, khi ba trận đấu gần nhất họ sẽ chạm trán Leeds United cùng Leicester. Những đội bóng đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây và phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Dẫu vậy, tại Ngoại hạng Anh không có gì là không thể xảy ra. Nên nhớ Arsenal với một đội hình mạnh nhất và đang có phong độ cao lại bất ngờ để thua một Everton trong nhóm cầm đèn đỏ, thì việc Man United mất đi chỗ chặn quan trọng nhất trong hàng tiền vệ và để sẩy chân ở những trận đấu tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu quyết định kháng cáo mà không thành công, Casemiro thậm chí có thể bỏ lỡ cả trận chung kết Carabao Cup với Newcastle United và trích chòe mùa giải năm nay đang hay đến như thế nào thì ai cũng biết. Nếu không có Casemiro, việc Man United để tuột mất danh hiệu được cho là khả thi nhất ở mùa giải này là điều hoàn toàn có thể xảy ra và rõ ràng là Erik ten Hag không muốn mạo hiểm vì điều này. Erik ten Hag cần nghĩ tới lựa chọn thay thế Casemiro trong những trận đấu tới. Chắc người hâm mộ của Quỷ Đỏ còn nhớ giai đoạn đầu mùa giải trước khi Casemiro cập bến sân Old Trafford. Cầu thủ được xếp chơi ở vị trí của tuyển thủ Brazil lại trùng hợp thay là Christian Eriksen. Cầu thủ người Đan Mạch phải nghỉ thi đấu cho đến cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Sau một pha vào bóng kinh hoàng từ Andy Carroll của Reading ở FA Cup dẫn đến chấn thương mắt cá nghiêm trọng. Không Casemiro, không Eriksen, ten Hag giờ đây sẽ phải đau đầu với những lựa chọn nhân sự ở vị trí này. Thường người thay thế khả dĩ nhất của Man United thời điểm này là McTominay. Nhưng liệu các Manusian có còn muốn thấy cặp đôi Mark Fred được thi đấu cùng nhau hay không, khi mà bộ đôi này thực sự là nỗi ám ảnh của nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ trong suốt mùa giải năm ngoái. Sự yếu kém trong gần như mọi mặt của McTominay ở thời gian gần đây có lẽ sẽ khiến chiến lược gia người Hà Lan khó lòng đặt niềm tin ở nơi tiền vệ này thêm lần nữa. Nhất là khi chưa chắc cầu thủ người Scotland có thể sớm trở lại sau khi anh gặp phải một chấn thương nhẹ. Sự lựa chọn ít ỏi của huấn luyện viên người Hà Lan nay càng trở nên thu hẹp lại. Có lẽ Erik ten Hag cần suy nghĩ về việc sẽ sử dụng bản hợp đồng cho mượn Marcel Sabitzer trong những trận đấu tới. Cặp đôi Fred và Sabitzer biết đâu có thể phối hợp ăn đi với nhau thì sao? Fred sẽ trực tiếp thay thế vị trí của người đồng đội ở tuyển Brazil, còn cựu cầu thủ của RB Leipzig hoàn toàn có thể chơi rộng và hỗ trợ cho Bruno Fernandes ở phía trên. Nhưng việc Fred đã ở đáy hàng tiền vệ thì Ole Solskjaer đã từng thử nghiệm rồi đấy thôi. Và kết quả như thế nào thì ai cũng thấy. Tiền vệ này không có điểm mạnh trong khả năng tranh chấp với một thể hình tương đối nhỏ bé so với mặt bằng chung các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh. Và cảnh Fred thường bị bật ra sau những pha cố gắng cướp bóng đã trở thành meme nổi tiếng trong một thời gian dài. Dĩ nhiên là kể cả Fred có được xếp chơi vị trí này thật thì anh cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Nếu không phải McTominay, không phải Fred, Sabitzer cũng không thể chơi được ở vị trí này. Chẳng lẽ Bruno Fernandes phải thi đấu ở đây hay sao? Sabitzer sẽ được đẩy lên chơi cao nhất. Nhưng như thế thì thật sự là phí phạm khả năng tấn công của tiền vệ người bổ.
và Bruno cũng không thoải mái khi chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ một chút nào. Tình cảnh đang trở nên khó khăn cho Ten Hag khi tình hình nhân sự đang không ủng hộ ông một chút nào. Dẫu vậy, với một huấn luyện viên thường tìm ra những phương án chiến thuật và sử dụng con người mới lạ, như cái cách ông đã đưa Luke Shaw vào thi đấu như một trung vệ, thì các Manusian hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào tài xoay sở của vị trí quốc gia tài năng này. Một trong những học trò cưng của ông tại Ajax Amsterdam và giờ đây tại Manchester United là Lisandro Martinez, hoàn toàn có thể chơi như một tiền vệ phòng ngự với bộ kỹ năng của mình. Nên nhớ, Martinez từng thi đấu cho câu lạc bộ ở Hà Lan với vai trò này trong một vài trận đấu nhất định. Và với một Erik ten Hag đã quá hiểu rõ cậu ông trò của mình, thì tuyển thủ của Argentina hoàn toàn có thể đảm đương được nhiệm vụ ở vị trí này. Kỹ năng phòng ngự của gã đồ tể là không cần phải bàn, với xu hướng thích lao lên và cắt bóng ngay trong chân cầu thủ đối phương. Martinez rất phù hợp để chơi vị trí này, khả năng truyền bóng của anh cũng đủ tốt để điều tiết ở phía dưới. Tất nhiên, sức tấn công của Lisandro Martinez sẽ không được như Casemiro, và với một cầu thủ thường xuyên chơi ở vị trí trung vệ, chúng ta khó có thể đòi hỏi gì thêm ở anh. Nếu Martinez thực sự được chơi ở vị trí này, rất có thể Luke Shaw sẽ tiếp tục được kéo vào trong và nhường lại hành lang cánh cho Malaysia. Ngoài ra vẫn còn một sự lựa chọn bất ngờ nữa, đó là Victor Lindelof, người được tung vào thay Casemiro trong 10 phút cuối cùng của trận bán kết lượt về League Cup với Nottingham Forest. Tottenham đã từng có những chia sẻ về việc ông để cầu thủ người Thụy Điển chơi ở vị trí này. Lindelof đã được tập luyện với tư cách một số 6, một tiền vệ kiểm soát ở Benfica, Ten Hag nói sau trận đấu tối hôm đó. Vì vậy tôi biết cậu ấy có thể làm điều đó và chúng tôi đã thử nó trước đây trong tập luyện và có thể trong một trận đấu. Nhưng đôi khi tôi cũng muốn các trung vệ của mình chơi vị trí tiền vệ để có thể tạo ra sự năng động, linh hoạt trong đội bóng. Tuyển thủ Thụy Điển thực sự đã thể hiện tốt khi được thử nghiệm ở hàng tiền vệ. Anh chắc chắn sẽ được Ten Hag cân nhắc sử dụng khi Man United chuẩn bị đối đầu với một Leeds United đầy sung mãn, huấn luyện viên Jesse Marsh, hay đối phó với một James Maddison đang có phong độ tốt của Leicester. Thay thế Casemiro không phải chuyện dễ dàng. Đó là lý do khiến cựu ngôi sao Real Madrid được sử dụng 29 trong số 30 trận kể từ khi anh ra mắt quỷ đỏ trước Southampton. Ít nhất Lindelof có thể giữ vị trí đá thấp nhất trước bộ tứ vệ để phòng ngự cũng như luân chuyển bóng tốt. Đây là điều mà cả Fred lẫn tân binh Sabitzer khó có thể đáp ứng khi họ là mẫu tiền vệ chơi dâng cao với phạm vi hoạt động rộng và thiên về tấn công hơn. Giờ đây sự lựa chọn phụ thuộc vào huấn luyện viên người Hà Lan. Và với những gì mà Ten Hag đang thể hiện cho đến lúc này, các Manusian hoàn toàn tin tưởng vào mọi quyết định của cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam. Mất Casemiro là một tổn thất lớn, nhưng đó cũng là điều cần thiết để Quỷ Đỏ chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh của mình. Một đội bóng lớn không thể chỉ phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Tất cả các vị trí khác phải thi đấu với quyết tâm và phong độ cao nhất để tiếp tục duy trì những lợi thế mà họ có được. Muốn trở về với vị thế như xưa, tất cả các thủ của Man United đều cần sẵn sàng chiến đấu với 100% khả năng của mình mỗi khi được trao cơ hội. Có như vậy, Man United mới thực sự trở thành đối thủ đáng gờm trong mắt các đội bóng khác. Còn nếu chỉ biết dựa dẫm vào một cá nhân, không sớm thì muộn, cách chơi này cũng sẽ bị bắt bài và rõ ràng. Việc theo kèm một người dễ hơn rất nhiều so với việc bạn phải theo kèm cả 11 vị trí ở trên sân. Man United gặp khó, giờ đây chúng ta chờ đợi sự thay đổi của Erik ten Hag và sự cố gắng của các cầu thủ đang khoác lên mình màu áo đỏ thiêng liêng này.